Dạ, em xin chào tất cả các cần cầu đã quay trở lại với video mới của em. Thì ngày hôm nay em gửi đến các anh em có cần cầu súp 3 khúc canh. Sẽ có là Olympic nè, Kamakatsu nè, Shimano. Và có thêm cần ISO khen biển, ISO khen bé. Và cần câu lưu rút nè, cần câu tay lóng ngắn, cần câu hạ tay. Hạ tay là chất liệu carbon hàng tốt nha. Rồi, đó là cần ISO hạ tay. Rồi thì các anh đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0356776692 ạ. Anh nào đặt một sản phẩm chuyển khoản thanh toán trước thì em sẽ hỗ trợ bao ship, hoặc hai sản phẩm trở lên thì em sẽ bao ship cho mình nha. Đầu tiên em gửi đến các một cây cần câu tay lóng ngắn hạng Suzumi, chiều dài cần là 5m3, một cây Special 2 Carbon này, hàng này chuẩn luôn, đây có tem vàng đây đầy đủ. Hàng này thì nó sản xuất là tại Korea, xuất thị trường Nhật nha. Đế còn nguyên vẹn, tay cầm là được làm nhám, đây là mẫu lóng ngắn nè, có đi kèm nắp chụp cao su. Độ cứng cái này hiện tại là nó rơi tầm khoảng là 3 đến 3.5 hk anh. Lóng ngắn tiện lợi cho các anh em đi câu. Đây ngọn của nó còn đẹp nha. Ngọn đẹp đẽ. Chất liệu là bằng sợi thủy tinh, còn lóng bên trong là lóng carbon sẵn. Ngoại hình cái này thì nó cũng có xước lông mèo thôi các. Đây, lông mèo nè ha. Lông mèo ở đây. Còn nước sơn nó bóng lắm các, đẹp lắm. Nước bên trong nó mượt mà hết. Độ mới cũng khá cao rồi, em cho độ mới của nó là tầm 80-85% nha. Nó cũng có vài điểm sức nhẹ, nhưng mà được bù lại cái là nước sơn nó còn đẹp, còn sáng nè. Từng cái bạc ở đây nó có mấy cái đốt nè, màu đẹp ha. Đường kính ngọn là 0.7 ly, trọng lượng 188g. Thu gọn cái này là tầm 55cm nha. Giá bán là 600, mà số 1 600.000, cần carbon sẵn. Sang số 2 gửi đến các một cây hàng này là một cây chất liệu carbon, dòng Super Fine Carbon đến từ Nhật. Đây có hình con bò tót này ha. Cái này dài là 5m4 các, 5m4 chữ Nhật nha. Độ cứng của cần là 3.5h luôn. Đế của nó là đế vặn kim loại. Có nắp chụp đẹp. Cần ra thẳng nha các. 3 cây hôm nay em lên 3 cây lóng ngắn đều thẳng tắp cho mình. Ngọn đặc, phôi carbon sẵn, nước sơn chủ đạo của cần sẽ là màu đen. Độ mới cũng cao đấy, cái này độ mới thì cho nó 85% nha. Đường kính ngọn 0.7 ly, trọng lượng 238g, thu gọn là 55cm. Cho em mã số 2 giá là 786.000, số 2 786. Cái số nó may mắn thì báo cho các anh thôi ha. Rồi sang số 3. Số 3 là một cây Capo Whisker. Đây là hàng nội địa Nhật Bản rồi. Tổng là 15 lóng luôn cho cây 6m3 này. 15 lóng. Độ cứng từ 3 đến 3.5h. Có nắp chụp gỗ đi kèm nha. Nước sơn đẹp, ngọn rất là đẹp. Ngọn nó màu nó đẹp lắm. Bóng sáng luôn coi. Ngọn đặc. Phôi carbon. Nó nhiều lóng. Ha. Độ mới cũng tương đối cao rồi các. Cái này độ mới khoảng 85 độ lên. Trên 85 tầm đó. Màu sáng nó giống như cây gậy như ý rồi các. Cần này có ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 295g. 6m3 lóng ngắn, nó rất ngắn cơ. Thu gọn chỉ có 50cm thôi. Cái này em bán giá là 890.000. Cho em mã số 3, 890. Rồi em sang mã 4. Mã 4 thì em gửi đến các anh cần câu hạ tay nha. Đây là những cây chất liệu carbon luôn. Cái này là của thương hiệu Suzumi. Chiều dài hiện tại là 4m, độ cứng là 3.5h. Và cần ra thẳng luôn nha. Về câu đơn đài các anh. Này góc nó nhỏ lắm, dễ cầm lắm ha. Lóng dài, có bo chống nổ đầy đủ cho mình dùng luôn rồi. Có đầu dù thoải mái luôn. Này về mình chỉ cần buộc thẹo, trục thẹo rồi chơi thôi nhá. Cần này ngọn cần là carbon luôn các anh. Ngọn cũng là carbon. Đấy, đẹp nè ha. Ra thẳng, cứng 3.5. Về câu rô giết nè, chép rô phi tự nhiên, ngon lành.
mình đi câu dịch vụ thì mình đi câu giải trí dòng cá ha. Đó. Rồi, ngọn cần 1.4, trọng lượng 132g, giá bán là 450.000, mã số 4, 450. Sang mã 5 em có một cây có cái gốc là phôi carbon xoắn ít vảy cá hai da của Suyumi. Hàng sản xuất là tại Nhật luôn nha. Tem vàng. Đây là một cây dài 5m3. Hiện tại 5m3. Cần hạ tay luôn nha, có tem vàng. Cái này độ cứng cũng là 3.5H. Ngọn cần là ngọn đặc sợi thủy tinh. Đó. Đẹp nha, nước sơn đẹp, có cuốn chỉ chống nổ nè. Đó. Những cây này thì câu bền chắc rồi các. Câu được bền lắm, cái phôi của nó. Bo chống nổ đầy đủ cho các anh dùng nữa. Đường kính ngọn 1 ly, còn trọng lượng là 240g các. Cần này 5m3 em bán giá là phôi xoắn ít 2 da, xoắn vảy cá thì giá cái này sẽ là 750, mã số 5, 750.000. Em sang mã 6 em có một cây master dài là 5m3 của thương hiệu Suyumi luôn. Có cái tem cảnh báo, tem màu bạc cảnh báo này, điện giật này nha. Nói chung là các anh câu cá thì các anh tránh xa, ví dụ như trời mưa sấm lớn lớn mạnh thì các anh đừng câu, các anh thu cần các anh về ha. Các anh vô núp đi. Cái này ngọn của cần là ngọn rộng luôn nha, ngọn carbon. Cuốn chì chống nổ đầy đủ và nước sơn còn đẹp luôn nha. Ở đâu xước 66 thì em quay cho nó đẹp á, em quay xa xa cho các anh dễ biết cái cần. Rồi, cần đa thẳng tốt cho mình luôn. Để em xem độ cứng cái này. Cái này được 4H luôn các. 5m3 4H. Ngọn cây này là 1.4 ly, trọng lượng 250g. Em đề giá các anh là 550. À, cái này mã số 6, 550.000. Em sang mã 7 nha. Em có một cây Daiwa các. Cây Daiwa thuộc dòng HS nè. Cái này cũng có bo chỉ quay keo chống nổ đầy đủ cho mình luôn rồi. Cần này thì nó có bản xuất xứ là Korea, xuất thị trường Nhật nha. Này mà có tem vàng đầy đủ hết. Chiều dài hiện tại là 5m7 nha các. 5m7 Daiwa. Ngoại hình nè. Nó màu bạc á, cho nên nó vào màn hình nó cái ánh đèn nó soi các anh thấy nguyên một đường ánh đèn ha. Nè, nhìn nó khó chịu ghê. Rồi, ngọn rộng nhé. Carbon hết. Cái này 5m7. Cũng đẹp nè, nước sơn đẹp nè. Đẹp ha. Ở đâu có xước thì em quay rõ cho. Đẹp ấy các anh ơi, bên trong đẹp á. Lóng thứ hai có xước nhẹ lông mèo ha, xước mỏng mỏng ở ngoài thôi, nhỏ nhỏ thôi không sao đâu. Nè, xước kiểu này nè. Nó có chút xíu à. Rồi, cái này đã cần thẳng luôn. Độ cứng cái này là khoảng 5H các anh. 5m7 khoảng 5H. Ngọn cần là 1.9 ly, còn trọng lượng là 254 g nha. Em để giá cái này cho các anh là 600. Cho em mã số 7, 600.000. Sang số 8. Em có một cây màu đỏ đen cũng khá đẹp nè. Cái này của thương hiệu Simac. Simac nha. Bên dưới nó có cái khoen nhỏ để các anh buộc bảo hiểm ha. Cái này chiều dài hiện tại là 5m1 các anh. Ngọn của nó to, ngọn 2 ly rồi. Ngọn này cái này 2 ly. Phôi xoắn toàn thân. Đó, về câu tay nha các anh nha, câu đơn đài câu tay. Cái này cứng được trên 4H nha các anh. Cứng được trên 4H. Ngọn cần 2 ly, trọng lượng 283g. Cho em mã số 8, giá là 550. Số 8, 550.000. Rồi, sang số 9. Em gửi đến các anh cần câu lục phíp này. Em có một cây cho các anh về câu ngâm lăng xê nha. Lục phíp về câu ngâm lăng xê. Có 4 lóng. Cái cần này là một cây hàng nội địa Nhật Bản nha. Một cây tơ 3m9. The Dim Rod. Bát gọc Fuji FS7. Còn ở đây bên dưới có sơ xước nước sơn ha. Phía dưới tay cầm. Rồi, cái này về câu ngâm lăng xê nè. Bên trên có hai khuyên chạy. 4 lóng ca. Lóng rút ngọn là màu trắng. Nước sơn còn khá đẹp ở bên trong. Nước sơn sáng ha. Cũng có xước nhẹ lông mèo bên dưới thôi. Không có ảnh hưởng gì.
Cái này độ cứng là 20-25. Đó, về các anh cứ đánh ngâm lăng xê, đánh sông đánh hồ thoải mái. Ở ngoài Bắc thích câu nhiều những cái dòng này ha. Ngọn cần 2.5 ly, cái này giá bán là 280. Để em cân trọng lượng của nó lại nha. Trọng lượng của cần em cân là 422 g các anh, 422. Cho em mã số 9. Em bán giá 280. Cần này chất liệu phíp Nhật nha. Mã số 9 280.000. Em sẽ mã 9 gửi đến các một cái cần câu lu rút các anh xem. Đẹp không? Phế đế nó còn ngon lành nè, tay cổ bằng còn siêu chưa xé luôn. Các anh xé miếng siêu miếng ni lông này ra là bên trong nó đẹp ha, nó đẹp liền. Rồi, cái này là chiều dài 2m7, đến từ thương hiệu Ryobi nha. Ở phần phôi góc của nó ở đây cái chữ nó hơi xước xước, xước xước, ám ám tí. Nè, Ryobi hàng Nhật có tem vàng đầy đủ. Đấy. Cái bát vặn Fuji chữ vàng nha, đây bát Fuji nè. Rồi, một mẫu lưu rút, có một cái khoen cho canh mắt mồi vào. Cái canh này dàn khoen Fuji nha. Còn cái bên trên thì nó thay một cái khoen màu đỏ, khoen màu đen. Còn sáng đẹp luôn, khoen đẹp hết nha. Đó, khoen chạy, hai khoen chạy Fuji hết. Ngọn dài đẹp luôn. Này 2m7 canh. Độ cứng 20-25. Nếu mà canh câu lưu thì em sẽ cho nó độ cứng tầm là hơn ML. Trên ML. Rồi, có thể về lu lóc chẹm đồ hoặc là đi câu sông hồ ha. Cái cần này ngọn 1.8 ly, trọng lượng 228 g. Cứng tầm 25 nha. Giá bán là 550.000. Đấy. Bán rẻ cần carbon luôn. 550, cho em mã số 10 ạ. Số 10 550k. Em sang 11, gửi đến các anh một cần đắp khúc ạ. Cái đắp khúc này về câu ngâm lăng xê, đánh biển, đánh bè đều được nè ha. Sông hồ, đánh biển, đánh bè cũng thoải mái luôn. Đi đâu câu cũng được các. Cái này dài 2m1, độ cứng 120. Một cây du choang. Bia có thể dùng số 4 đến số 8 luôn nè. Đánh lưu thì 200g đến 800g mồi nè. Chất liệu carbon. Khoen của nó là khoen hạng, nhưng mà hạng này là hạng mài tròn luôn. Mài tròn cái sứ luôn. Mới rất là mượt mà luôn. Có bát vặn ha. Đấy. Bo chống nổ đầy đủ hết, màu xanh, cần đắp khúc, cứng 120 nè, có cảm giác tốt luôn nè. Đấy, vừa cứng cao vừa có cảm giác tốt ha. Cái này ngọn 3 ly, trọng lượng 274 g, mã 11, giá 480.000. Rồi mã 12 em gửi đến các anh cần isoken bé cho các anh về câu tráp hành nâu gì, câu cầu cạn, câu gần, câu đơn đài trở máy. Đó, canh câu trong nước ngọt đơn đài trợ máy được ha, có thể về tháo bát tháo khen ra làm càng tay. Rồi, cây đầu tiên một cây hạng Promadine, chiều dài 36, độ cứng 2, cũng có sơ xước ngoài nước sơn thôi không sao. Đặc biệt cây này là chất liệu carbon đó, vừa tốt vừa rẻ ha, vừa tốt vừa rẻ. Cái này thì khen bát đều là khen bát hạng các, bát nó hơi rỉ tí nhưng mà còn dùng tốt nha, keo chỉ nó còn tốt nè. Cái này ngọn của nó là 1.6 ly, độ cứng 2, khen nguyên vẹn hết. Bên trên có hai khuyên chạy, hai khuyên chạy mắt nước sơn thôi các. Em soi rõ cho các anh xem ha. Không lỗi ha, cần không lỗi. Bên dưới thì nó đẹp, bên dưới đẹp sáng luôn đó. Ở đâu có xước hay là nó tróc sơn là em quay rõ cho các anh yên tâm. Đấy, nhem nhem chỗ này rồi xong. Ra càng rất là thẳng nha. 36 độ cứng 2, cái này ngọn 1.6 ly, trọng lượng 132 g, giá bán 290. Mã số 12 290.000. Sang 13, càng này chắc điều phíp nha. Càng này đến từ thương hiệu Proket. Proket. Có cái giấy này chưa cạo ra, vệ sinh lại. Cái này thì sở hữu cho mình cái bát gặp Fuji FS7, bát Nhật bản. China xuất thị trường Nhật nha, chiều dài 4m5. Ngoại hình có sơ xước ngoài nước sơn nè. Khoen Fuji loại sứ xám hết. Tất cả. Càng này có 3 khoen chạy cho mình. Ngọn càng là ngọn rộng. Chất liệu phíp ha. Để em xem độ cứng nó bao nhiêu nha. Này sơn bên trong cũng khá đẹp nè. Có chỗ này nó chống cằn tí. Mặt này đẹp ha.
Cái này độ cứng khoảng cứng 1 đến 2 các anh. Tầm 1.5 đến 2. Đường kính ngọn 2.1 ly, trọng lượng 326 g. Mã 13, giá 290. 13 290k. Rồi sang 14 nè, em có một cây tốt luôn nè, Olympic. À, căn dài 4m5, độ cứng ghi sẵn là độ cứng 2. Màu sơn là màu nâu, nâu gì ta? Nâu này nâu mắm tôm. À, màu nâu mắm tôm. Bắt gặp Fuji, khoen Fuji luôn. Màu này hiếm gặp các anh. Khoen Fuji hết ha. Rồi, bên trên thì nó có 3 khoen chạy cho mình. Ở đây nó có một cái khoen bị lỗi nè, em sẽ thay cho sâu cho các nha. Thay là thay đúng cái khoen đó luôn. Rồi, độ cứng 2. Da căng thẳng, độ cứng tốt. Chiều dài 4m5 nha. Ngọn cần 2.1, trọng lượng 303 g. Cần này mã 14, giá là 300.000. 14-300k, chất liệu phíp nha. Rồi sang 15, chất liệu carbon nè. 15 có cây này ngon nè, phôi carbon xoắn nhít 2 da luôn. Hàng nội địa Nhật Bản, độ mới cao, trên 85-90%. Hàng made in Japan ha. Chiều dài cần 5m3, độ cứng 1 của thương hiệu Daiwa. Daiwa. Cần này có bát gặp chính hãng Daiwa luôn. Những cái phần này nó ám keo thôi, về mình lau chùi lại. Keo trị của nó còn rất là tốt nha. Này độ mới cao rồi, các anh xem nước sơn nè. Nó quá sáng đi. Và dàn khoen nó quá đẹp đi. Đó, còn quá đẹp luôn. Rồi, bên trên cây cần này là nó có đến 4 khoen chạy luôn nha các anh. Ngọn của con nó là ngọn đặc, các anh. Ngọn tháp Long Phụng ở đây nè. Cái phần tháp rộng á, thì nó khoảng chừng là 30cm. Còn ngọn đặc của nó là nó lên đến là 70cm lận tầm đó ha. Nó dài. Cái này thì độ cứng thấp nha, độ cứng là câu cảm giác. Anh nào mà chuyên đi câu siêu cảm giác mà giống như những cái cần mà độ cứng không á, thì các anh lấy cái này. Bởi vì cái ngọn bên trên cái này là nó là ngọn mềm này, nó rất là mềm nha, nó rất là mềm. Đây, hàng nội địa Nhật Bản, bạn vẫn còn tem vàng. Cái cần này ngọn 0.7 ly, trọng lượng 188 g. Ở đây em dán giấy thôi, dính keo thôi, em dán giấy, em xé giấy ra, em dán vào đây rồi. Em bán cái này sẽ là 890k nha. Mã 15, 890. Rồi sang 16 nha, là cần VIP nè. 16 em có một cây ISO của thương hiệu Daiwa, dòng ISO Game Full KC Model. Chiều dài 5m3, độ cứng 1.2. Cứng 1.2 cái này nó cao hơn độ cứng cây kia là cái ngọn nó ra cảm giác. Ha, một cây Pro ISO nè. Đó. Hàng nội địa Nhật Bản có mã code nha. Đang tem vàng nằm bên dưới, đi kèm túi màu đen luôn. Cần thì cũng đã qua sử dụng cho nên nó cũng có xước nhẹ lông mèo vài điểm thôi. Bát đời cao nha. Bát gặp Fuji NS6. Này có đi kèm nắp chụp cho mình luôn. Bên dưới này nó bám keo rồi. Em sẽ cạo ra sâu cho mình nha. Nó bám keo chứ không phải bị xước. Nó bám keo, keo cứng ở đây. Cạo ra được ha. Nó dùng ngón tay cạo được. Rồi, chủ yếu là những cái chỗ này. Dàn khoen cần Fuji loại xứ xích còn nguyên vẹn nè, nó đã qua sử dụng thì nó bám bụi bám đất thôi, về mình đánh mình chùi lại các anh. Em chỉ mới vệ sinh sơ thôi à. Đó, 4 khoen chạy. Em vệ sinh nó bằng cái nước RB7 đồ các kiểu á, thì nó không có chùi rửa được ra hết mấy cái đồ, mấy cái bám cứng đâu. Giống như những cái mà bám cứng cứng thì về mình lấy cái nước tẩy móng sơn, tẩy sơn móng tay á các, thì mình chùi nó ra dễ lắm. Cái này ra rất thẳng nha. Ngọn đặc tháp Long Phụng. Rồi, ngọn 1.1 ly, trọng lượng 191 g, giá bán là 1.150.000 các. Đây là hàng tốt nha, nào biết thì các anh người ta mới đặt được. Cho em mã số là 16, giá 1.150.000. Rồi sang 17 nè. Này cũng là một cây tốt nè. Shimano Fine Carbon. Chiều dài 5m3, độ cứng 1. Nó ghi sẵn cho mình luôn. Thu gọn 117cm, tổng là có 5 lóng. Đây là phôi carbon xoắn nhít 2 da. Đây. Này có xước lông mèo nhẹ nhẹ ở trên nè. Còn mặt trên không có. Bởi vì sao? Bởi vì mặt dưới là nó chống cần, nó có xước nhẹ thôi nha. Đây.
tay cầm nhỏ gọn dễ cầm, phôi nó xoắn nè, tới góc tay cầm là xoắn ít các anh thấy. Ha. Bát gập Shimano. Đấy. Rồi, có nắp chụp đi kèm. Cái này cũng khá đẹp nè. Dàn khoen Fuji loại xứ xích hết. Có 4 khoen chạy bên trên. Ngọn đặt tháp Long Phụng nè, nó tháp này các anh. Đặt và tháp carbon xoắn ít nè ha. Phôi xoắn ít toàn thân. Ô đẹp chưa? Rất là sáng luôn các anh, có định vị khoen nữa nè, cái viền đỏ. Đó. Đẹp đấy, cái này đẹp, rất đẹp. Xoắn ít hết. À, riêng cái lóng thứ hai nó cũng giống cái lóng gốc, nó cũng có chống cần cho nên nó sẽ có xước sơ qua nha. Đấy, em chỉ đảm bảo cái phôi của cần cho ngon lành cho các anh là được nha. Câu thì khoen nó mà hư thì các anh có thể thay được, chứ cái phôi mà gãy các anh khó kiếm lắm. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng 193 g. Cần này giá bán là 1.550.000 nha. Cho em mã số 17, 1550. Rồi sang 18. Một cái ISO khen biển. Đây 18 cây NFT. Dài 5m4. Một cây NFT Power Loop. Phôi carbon xoắn văn, hàng nội địa Nhật Bản có tem. Tay cầm của nó ở đây được bọc màng co, xoắn ít nguyên vẹn luôn. À, xoắn nguyên vẹn còn dính đất hơi nhiều nè. Bát vặn Fuji. Bên dưới có in cái chữ này. Có khen buộc bảo hiểm hết. Đây là ISO khen biển nha. Mở cái xem. Dàn khen của cần là Fuji loại xứ xích hết. Rất là nhiều khen. Đầu bu của nó có hai xứ luôn. Này một xứ, hai xứ nè. Có nhiều cây nó chỉ có duy nhất một xứ bên trên thôi. Cây này nó bổ trợ thêm một cái xứ ở đây nữa. À, nó là gọi là đầu bu xuyên tâm. Cần này nó có 4 khen chạy nha các anh. 4 khen chạy và có định vị khoen. Này định vị khoen nè. Cái viền đỏ, cái để viền đỏ là định vị khoen. Đây. Đó. Định vị khoen nè. Xoắn văng hết luôn các anh, từ gốc tới ngọn luôn á là xoắn văng hết. Cái này tình trạng của nó thì cái ngoại hình của nó là cái nước đây. Cái đây em mới lột ra nè, thấy không? Cái này là cái lớp bóng của nó khô nó bị tróc ra nè. Còn đây là cái phần zin luôn, sơn zin luôn. Quá đẹp nha. Kệ nó về mình tróc ra hết cho nó đẹp đi. Nó nhiều lớp lắm các anh. Này là cái phôi bên trong là nó hai da nữa. Phôi xoắn ít xoắn văng. Xoắn văng rất là VIP. À. Rồi. 5m4 các anh. Cái này thì đợi em tí em đo, em cân trọng lượng cái ha. Trọng lượng cái này sẽ là cao đấy. 595 g, cũng khá nhẹ so với những cây kia rồi. 595 g. Còn đường kính ngọn của cần sẽ là, ngọn cần là 2 ly các anh, đường kính ngọn 2 ly. Cần này em bán giá là 1.850.000. Cho em mã số 18, 1.850.000. Rồi sang 19. Em có cần 3 khúc này cho các anh chơi. Khoen xích luôn các anh. Phôi xoắn nội găng. À, một cây 3 khúc. Đến từ thương hiệu Olympic. Đây. Chiều dài cái cần này là 4m2, độ cứng 25 các anh. Một cây Olympic Super Sand Beauty Carbon. Phôi xoắn găng, xoắn nội hết. Bát gặp Fuji FS7 nha. Bát Fuji Stainless. Cái dòng này hơn Fuji FS7. Nó là dòng Stainless nha. Đó, còn nguyên vẹn hết. Anh nào muốn nâng hạ bát thì bên em có hỗ trợ miễn phí nha. Miễn phí. Rồi, cái này dàn khoen Fuji loại xứ xích. Khoen cái, khoen gặp. Hai khoen gặp. Khoen xích hết. Đây. Đầu bu của nó thì đầu bu Fuji loại xứ xám các, xứ xám đúng rồi, xứ xám các. Xứ xám nha. Có đóng semi chống nổ nè, cuốn chỉ chống nổ đầy đủ hết cho mình. Đấy. Hàng nội địa Nhật các bạn, còn tem vàng. Cái này thì đường kính ngọn em đo là 3.3 ly, trọng lượng là 367 g. Giá bán cái này sẽ là 1.750.000. Mã số bao nhiêu rồi? Mã số 19. 1.750.000. Rồi sang mã 20 nè. Em có một cây nè, gốc nó đầm hơn nè. Chắc hơn nè.
Này chắc cứng cũng được 27-30 nha các anh nha, 27-30. Đây. Cái này là một cây của thương hiệu Olympic. Olympic Cuba. Dài là 4m2 nhỉ. Cây này không có thông số à? Không có thông số, cái này 4m2 các. Chiều dài cần 4m2, cứng khoảng 27-30. Đấy. Ngoại hình cũng có sơ xước nha, ở đây dính keo em chưa chùi. Ở đây khoen của nó là khoen Fuji Dạ Quang. Này chưa chùi à, này chưa lâu chùi nữa. Có bắt gặp Fuji, khoen Fuji Dạ Quang. Đầu bu đây, Dạ Quang hết, có đóng chống nổ đầy đủ luôn nha. Rồi, anh nào lấy cái này thì mua về chơi, câu bạc bãi biển đánh lục, câu ba tiêu. Cái này ngọn 3.5 ly, trọng lượng 604g, giá bán 1.350.000. Cho em mã số là 20. Giá 1350. Em sang 21 em có một cây rất đẹp. Đây, rất đẹp. Cho các anh về sưu tầm Gamma Katsu đế Gamma nè. Logo Gamma nè. Đấy, đẹp chưa? Nè. Sáng chưa? Về sưu tầm các anh. Cái căn này dài 2m3, độ cứng ghi em nhầm. Cái này là độ cứng 23 nha. 23, chiều dài là 4m. Chiều dài 4m, độ cứng 23 của dòng Gamma Katsu, hàng nội địa Nhật Bản, độ mới rất là cao. Đây, hiện tại rất là đẹp các anh. Sáng ghê. Đó, khen Fuji, bát Fuji chữ vàng nè. Đấy, nguyên vẹn luôn. Không lỗi lầm luôn. Độ mới khá là cao rồi. Độ mới cái này tầm là cho nó 90% đi các. Nói chung đẹp cho các anh về sưu tầm. Đây, có tem trắng nha. Đó, đây là thương hiệu Gamma Katsu. Các anh nhìn các anh biết đây. Hai carbon silver Gamma Katsu. Hàng nội địa Nhật Bản. Căn này thì có đường kính ngọn là 2.9 ly, trọng lượng 465g. Giá bán cây này là 2.650.000 các anh. Cho em mã số là 21, 2.650k. Rồi sang 22 em gửi đến cái một cây độ cứng hơn 30 nè. Đây, cây này là cây phôi carbon xoắn ít dạng xoắn kim cương lớn, xoắn ít nè ha. Ngọn của nó là xoắn nội gân. Cây này thì hiện tại á, cái keo của nó để lâu ngày nó bung keo nè. Em sẽ cố gắng em quay keo, chim keo vào cho canh ha. Nói chung là khoen vẫn còn nguyên vẹn bên trên cái cặn. Đó, nó keo này nó lở nó mắc gì nè các nhá. Chim keo quay keo lại đẹp đẹp cho các anh về chơi. Rồi. Đó, đầu Fuji hết, nói chung là nguyên vẹn hết nha. Cái này vệ sinh lại là được. Được cái là cái phôi ngon. Cây cần này dài là 4m2, một cây Jojon Sup hàng Nhật nha, một cây dòng Special. Phôi xoắn ít lớn kim cương. Này bát Fuji nè ha. Bát Nhật hết. Đó, về spa lại một tí là xong. Em quay keo các anh về spa lại. Rồi. Cái này thì có ngọn cần là 3 ly, trọng lượng 520g. Độ cứng là trên 30 nha. Em bán giá cái này sẽ là 1.750.000. Mã số 22 1750. Rồi sang 23, gửi đến canh và cuối cùng một cây Shimano Fine Ceramic. Cần dài 4m05, độ cứng 30, cứng CX. Thu gọn là 143 cm. Này, phôi nó nguyên vẹn và nước sơn zin luôn. Cái sơn á, cái sơn này nè, cái sơn màu xanh đó các anh. Em báo là báo cái sơn màu xanh này nè. Sơn zin hết. Rồi khoen xích nha, khoen còn đẹp luôn. Chuẩn đẹp luôn. Bắt gặp Fuji Titanium TLS7. Ở đây thì nó sơn, nó bôi sơn vào. Em không có chùi phần này. Cái ban đầu là cái màu đen này nè. Nó chùi ra, nó tô ra đây luôn á nha các anh. Cái này là em chạy qua nước, em lấy đồ em lau nó mới ra được. May mà cái sơn của nó là nó đi ra được. Còn cái sơn này nó còn đẹp lắm nha. Cho nên cái sơn bên trong nó không bị xước các anh. Nó sơn phủ lên cho nên sơn bên trong không xước. Đây. Đầu bu Fuji Six môi trẻ chống sáng dây. Nó còn rất là nguyên các anh. Sơn bên trong không xước. Đẹp lắm. Rồi, 405 cứng CX, cây này ngọn là 3 ly, trọng lượng là 410g. Giá bán là sale nha, 5.9 triệu còn 5.550.000. Mã số 23, 5550.
Rồi và em xin kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem mấy video của em. Chúc các anh đi cầu may mắn ạ. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Các anh nên theo dõi kênh em, ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ kênh nha. Anh nào cần theo dõi thêm thì bật chuông thông báo và bấm nút đăng ký ủng hộ em nhé. Xin chào tạm biệt.